Tọa lạc tại tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu mang tên Hùng Phát đã không còn xa lạ đối với người tiêu dùng trong cả nước. Phương châm sức khỏe của bạn, thành công của chúng tôi đã trở thành kim chỉ nam hoạt động của Hùng Phát trong suốt 30 năm hình thành và phát triển. Hệ thống phân phối của Hùng Phát rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Sản phẩm mang thương hiệu Hùng Phát vươn đến rất nhiều quốc gia từ châu Âu đến châu Mỹ, đặc biệt là các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe về thực phẩm như Mỹ, Úc, Nhật, Pháp, Hà Lan, Canada và tạo dấu ấn đậm nét về một thương hiệu Việt Nam uy tín và chất lượng trong lòng bạn bè quốc tế. Bởi luôn đặt yếu tố sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu và giữ vững phương châm sức khỏe của bạn, thành công của chúng tôi. Sản phẩm Hùng Phát được chế biến từ những nguyên liệu hoàn toàn thiên nhiên, được phối trộn theo một tỷ lệ hợp lý, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hùng Phát có hơn 60 dòng sản phẩm đa dạng gồm trà thảo mộc, trà hòa tan, nước ép trái cây nguyên chất và thức uống dinh dưỡng. Đặc biệt, các dòng sản phẩm giảm cân trà tam diệp thế hệ 2, protein 1, protein 2, hay các dòng sản phẩm bột trà sữa matcha, bột hòa tan đậu lăng sữa, bột hòa tan hạt sen sữa với hương vị đặc trưng và nhiều lợi ích cho sức khỏe đã giành được sự yêu mến đặc biệt của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, với gần 100 cán bộ công nhân viên có chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm thuộc khối văn phòng và xưởng sản xuất, trong những năm qua, dù gặp phải không ít khó khăn và thách thức, nhưng nhờ sự đoàn kết và lao động hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, thành công chung của Hùng Phát là nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của tất cả các phòng ban và của mỗi cá nhân. Hùng Phát, quà tặng từ thiên nhiên, lưu giữ giá trị văn hóa Việt.